Tiếp theo chương trình hôm nay là bản tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai liên bộ Tài chính, Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Các chuyên gia dự báo giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm lần thứ tư liên tiếp. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết hai phiên gần đây giá xăng dầu thế giới tăng trở lại, nhưng giá nhập bình quân cho chu kỳ này vẫn được tính là giảm so với trước đó. Dự báo trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai, giá xăng có thể giảm khoảng 250 đến 500 đồng mỗi lít, còn dầu diesel giảm khoảng 800 đến 900 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều hành trích quỹ bình ổn giá thì mức giảm giá có thể ít hơn, thậm chí là có thể giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 6 lần giảm. Thông tư số 04-2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, khách hàng rút toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ nhận được mức lãi suất bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền gửi. Nếu rút trước thời hạn một phần tiền gửi thì phần tiền gửi rút trước hạn sẽ áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất. Phần tiền gửi còn lại sẽ áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. Thưa quý vị và các bạn theo cục quản lý khám chữa bệnh, Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn. Theo các chuyên gia, thuốc Tamiflu hiện nay chủ yếu sử dụng đối với bệnh nhân mắc cúm nặng hoặc đối tượng có nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Với những người không có bệnh lý nền, khỏe mạnh khi mắc cúm triệu chứng nhẹ, việc dùng Tamiflu không cần thiết nếu sử dụng tamiflu không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng kháng thuốc do đó cục đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc kháng virus để điều trị cúm chú trọng công tác kê đơn an toàn hợp lý và hiệu quả đặc biệt với thuốc kháng virus để điều trị cúm Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang ở thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát ở các tỉnh phía Nam. Ngoài trẻ em thì người lớn mắc bệnh cũng khá nhiều. Các bác sĩ cảnh báo khi người bệnh sốt cao liên tục nhiều ngày, phát ban, đau cơ và khớp, cần phải đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị, không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau hạ sốt, dẫn tới việc bị biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Đặc biệt, diễn tiến của bệnh sốt xuất huyết rất nhanh nên ngay khi có dấu hiệu của bệnh cần nghĩ ngay đến bệnh sốt xuất huyết để kịp thời điều trị sốt xuất huyết có 4 tiếp, D1, D2, D3, D4, nên dù đã từng mắc bệnh thì người bệnh vẫn có nguy cơ mắc các chủng còn lại. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vượt qua hàng trăm dự án từ nhiều quốc gia trên thế giới, dự án Gateway, hệ thống nguồn mở dùng để khai báo y tế COVID-19 kỹ thuật số, nhóm sinh viên trường đại học Hoa Sen lọt top 3 đội có dự án xuất sắc nhất cuộc thi Solution Challenge. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, đội thi đại diện Việt Nam đầu tiên lọt top 3 tháng cuộc. Gateway là một sản phẩm xây dựng các chốt kiểm tra 5K không cần sự hỗ trợ hoặc can thiệp của con người. Mục đích chính của dự án là giảm bớt áp lực cho lực lượng y tế cộng đồng các doanh nghiệp trong công cuộc phòng chống, ngăn ngừa dịch COVID-19. Với các điều kiện tiên quyết như giá thành thấp, học sinh sinh viên có thể lắp đặt thông qua các thiết bị linh kiện điện tử, ứng dụng điện thoại để thiết lập Gateway tại nơi sinh sống và làm việc của họ. Đồng thời, Gateway hoàn toàn là ứng dụng mã nguồn mở, do đó mọi người có thể tham gia hỏi đáp hoặc là cùng nhóm phát triển dự án. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Phú Yên đã vừa diễn ra sự kiện chế biến và công diễn 101 món ăn từ cá ngừ đại dương. Đây là một loại thủy sản xuất khẩu có giá trị của Việt Nam. Theo đánh giá các chuyên gia ẩm thực, 101 món cá ngừ đại dương được các đội chế biến biểu diễn tại sự kiện thật sự phong phú, độc đáo và hấp dẫn, mang đậm hương vị cá ngừ Phú Yên. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập kỷ lục 101 món ăn từ cá ngừ cho tỉnh Phú Yên. Phú Yên là nơi khai sinh ra nghề câu cá ngừ đại dương đầu tiên của Việt Nam và mỗi năm, ngư dân tỉnh này khai thác khoảng 2.000 tấn cá ngừ đại dương. Việc xác lập 101 món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương không chỉ góp phần quảng bá ẩm thực Phú Yên đến với du khách mà đây còn là niềm tự hào của ngư dân Phú Yên trong việc khai sinh ra nghề câu cá ngừ đại dương đầu tiên của cả nước.